Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Lần trước em ngồi với ai? Em ngồi với anh Trường Sa. Ê, này sao lúc đấy em tự tin lắm nha anh? Trời, về với anh Giang chắc là nhất rồi. Bởi vì em coi là thấy đội anh Giang hay nhất lắm nha. Mà em với anh đó nha. Xí chứ. Thật ra ngày hôm nay em đã nghĩ trong đầu rồi, em bảo là chết rồi, chắc ngày hôm nay phải về đội ông Xì thôi. Tại vì kiểu về đội ông kia là kiểu gì là cũng thua tiếp, phải không? Thật ra khi ngày hôm nay em nhìn thấy anh, em quyết định là sẽ về đội anh. Tại vì mình sẽ không bao giờ thua lần thứ hai, đúng không anh? Em đã nghe nè, nếu như em đã có ý định về đội với Giang từ đầu thì em lại dập cái câu đầu tiên chi vậy, rồi lỡ như Giang nó không nhận em rồi làm sao? Trong cuộc sống của người, con người mình á, nó có mỗi giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thua rồi sẽ tới giai đoạn thắng. Đấy. Hôm nay là giai đoạn thua. Nhớ là năm đợt trước là từ ngồi mé bên này nè, đúng không? Dạ đúng rồi em. Từ ngồi với Trấn Thành. Dạ. Tôi cũng mé này luôn hả? Mình nói về phong thủy nha mấy anh chị nha. Tôi muốn nói giờ nha. Các anh chị có nghe bà kiếp đỏ đen không? Okay. Đây, đỏ, đen. Không ai nói nha, không ai làm gì nha. Anh, đỏ, anh, này đen. Em bữa nay đen. Nhưng mà đây là màu đen, màu đen của thủy chung. Màu đen là sự màu đen. Cái gì vậy Thành? Lần đầu tiên tôi nghe một cái định nghĩa về anh màu sắc, màu đen và thủy chung hả? Ông cái gì ông cũng nói được hết. Em yên tâm đi, hôm nay Trường Giang sẽ đưa em lên đỉnh. Vậy thì bây giờ mời em tới cái đỉnh ta trước đi cái đã. Mời tôi qua bên Trấn Thành. Em có hiểm khích chỉ anh hả? Đừng có thua là làm sao mà thua được. Sao lại gì nữa? Sao lại gì nữa? Vẫn là hai chiếc ghế quen thuộc với các bạn từ đó đến giờ. Nhưng chương trình mùa 4 không có dễ dàng như những mùa trước mà các bạn đã từng tham gia. Rất khó, rất chiêu trò. Anh nghĩ yên tâm, độ khó của chương trình sẽ thay đổi. Và kết quả thì cũng không thay đổi đâu. Bên kia cũng sẽ thua tiếp thôi. Anh nghĩ đã từng nghe bài hát Nếu Như Ngày Em Đến chưa? Em bài của Văn Hương đúng không? Đúng vậy, nếu như em đến rồi thì anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Ok, chúng ta cũng tới nghe bài Không Thể Và Có Thể. Có những chuyện có thể, những chuyện không thể. Ông số 4 cầm dòng tưởng Na Tra không đó. Mà quan trọng vậy nè, nói thiệt nha, không biết cái hãng nào mà nó làm cái con gấu mà mặt buồn thiệt buồn. Cổ vũ mặt như không trả lương mặt. Và cái mặt con gấu này là đang thể hiện tâm trạng của cái ông đó đó. Buồn lắm cho em. Nóng điên người luôn. Anh vậy bây giờ nhà mình phải tranh thủ, mình phải biết thương bạn bè mình. Hỏi số 1, số 2, cái mình chừa số 3 ra, số 4, 5, số 7 quay lại số 3. Để cho ông đứng tới cuối chương trình luôn. Đúng không? Rồi. Còn nếu mà em mà thương hơn nữa đó, số loại 3. Từ vòng đầu cho anh. Không, phải cho ở tới cuối anh. Để cho cảm nhận được cái hơi ấm. Ê khoan, nếu vậy thì vòng 2 ổng nhép sao mình thấy. Biên tập năm nay nó ghê thiệt. Chuyện gì nó cũng dám làm. Em mê lắm, em mê mấy người này lắm. Mời em. Dạ, xạo nha anh. Dạ. Sao xạo? Dạ, thế người ta làm cũng rất tự tin mà. Dạ. Hồi nãy cô vừa làm mà cô vừa ngó cái máy của cái ông quay phim. Chứ không phải là cái máy của cái điện thoại mà quay YouTube. Tại vì sợ làm sai, bà Ngân bà trừ lương, hiểu không? Mấy bạn ở đây biết bà Ngân là ai chưa? Biết bà Ngân là ai chưa em? Biết bà Ngân là ai không? Khán giả biết bà Ngân là ai không? Bà thủ quỹ hả? Bà Nguyễn Thị Ngân là biên tập thần thánh của chương trình do NASA Mỹ phái tới. Em tưởng FBI thôi. Nè tôi nói các bạn nghe, từ đây tới cuối chương trình các bạn sẽ thấy được cái power của bà như thế nào. Thao túng hành tinh này, cả một vũ trụ, nằm gói gọn cả một thế giới. Chỉ thu bé lại chỉ bằng con mẹ Ngân thôi. Cổ. Thưa quý vị, các anh chị, bạn thân mến, để mà mặc bộ đồ da lên đứng trên đây dù biết là đèn đuốc xung quanh là một sự can đảm. Điều đầu tiên là phải can đảm, bởi vì họ thừa biết chương trình là 4 mùa rồi. Mà anh Nghĩa đứng ở đây mà còn di chuyển tới chuyển lui mà còn chịu không nổi, và đứng trên đó mà tạo một cái thế mà mặc bộ đồ da vậy thì ở trong thì hiện tại là ướt hết rồi. Cô số 1 là cái sự tự tin là rất cao. Em đang nói anh luôn á hả? Anh thì ở đây nó mát rồi, trên kia mới nóng, mà tự tin cỡ này là hát banh. Em ơi, cái đồ này là bà Ngân bà ép mặt em ơi. Nhìn gương mặt của cô ta đi. Cái gương mặt này mình thấy rất là sáng. Nếu mà lên sân khấu là một ca sĩ cũng hợp lý luôn. Bà số 1 bà đưa anh nhiều tiền vậy anh Nghĩa? Không biết. Thật ra thì cảm nhận của em bây giờ nó đang 50-50. Tại vì khi mà xem hết cái đoạn clip ban đầu nhá, em cũng có cái ý nghĩa như anh Thành, là bạn này bạn ấy hơi lúng túng rồi. Bạn ấy không có khả năng focus nhiều vào cái mà bạn đang làm. Nhưng mà đến khi mà nó lại chập chờn cái giọng nói của bạn ở cuối ấy, thì em cảm giác như nếu bạn này mà bạn hát được thì bạn sẽ là người hát hay. Tại vì nó giọng hơi ồm ồm. Sao tôi thấy hát là hát hay các bạn này dạng tươi, giống như Trường Giang nói là tươi mà tươi banh á. Cái dạng như là nếu như ngày anh đến. Đó, đó, cái chuyện đó. Đó, tươi vậy đó. Thôi anh đừng ngâm cứu nữa, tại vì mấy mùa trước anh nói nhiều quá, toàn sai à.
Nói nhiều quá. Toàn sai à, toàn sai à. Em thì nghĩ bạn này không biết hát. Vì sao? Bởi vì là cái lúc mà bạn nói chuyện, bạn bị mút tiếng và chỉ có một tiếng, thì em thấy là tất cả những cái cơ khác của bạn không có thay đổi gì hết. Và cái giọng của bạn luôn luôn trong cái thế là không có chuẩn bị trước. Người mà thật sự biết hát á, họ sẽ luôn chuẩn bị cái hơi trước, hay là cái cách mà họ lấy hơi hay như thế nào đó, còn kiểu như là trả nợ. Đây, đây. Quyền lực đây. Tập trung nè. Lúc đầu khi mà em thấy bạn mất mấy cái môi á, thì em nghĩ là bạn hát hay, bởi vì cái khẩu hình miệng của bạn là hình như là giọng Bắc hay sao. Mà thường thường những người nói tiếng Bắc á, thì hát giọng tốt hơn giọng miền Nam rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì em lại nhìn ở đây thì bạn lại mặc cái áo da. Mà cái áo da đó thì giống với anh Hứa Minh Đạt ngày hôm nay à. Mà anh Hứa Minh Đạt thì hát không hay. Nên suy ra bạn này hát cũng không hay luôn. Thấy chưa? Cái ghế này nó phong thủy ghê lắm. Logic quá. Các bạn thấy cái cách suy luận của những con người ngồi ngay cái ghế này chưa? Tôi đã nói rồi, dòng lộ diện là dành cho con nhỏ này chứ không phải mấy người trên kia. Càng ngày các bạn sẽ thấy nó hấp dẫn dần. Nó đưa ra những cái lý luận mà NASA không giải thích được. Em nghĩ là nó rất hợp lý. Thì cái đó là trong toán học mình gọi là tính chất bắt cầu á. Cái ghế này nè, anh nói thiệt em nè, không chừng mùa sau người ta để cái lư hương đây luôn đó. Thiệt á, là cho người ta tới ai mà thấy cảm thấy mà hợp lý là xin á, xin lọc á. Cô coi chừng nói chuyện có duyên. Ê, có cái lư hương đây không? Em để chỗ anh Giang. Anh đổi tên em luôn. Tên em là Giang Lư Hương. Giang Lư Hương. Cô đang nói rằng em mặc áo da mắt không hay đó, cho nên là liên tưởng tới cô ấy hát không hay. Em nghĩ sao? Phản biện. Phản biện gì mà câu cho người ta nghe liền. Đạt. Ủa anh Đạt biết hát mà. Trời ơi nghe đây, đừng giỡn. Chồng vĩ dạ mà. Ủa lên anh. Nè. Danh dự đội mình anh. Mát một trích đoạn trong trời. Tu gì, tu gì. Tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài liền. Hay quá. Thử coi. Chim rừng liêu la canh thờ mộng hoa. Wow, nghe chim rừng thì sợ quá. Nghe Đạt hát xong lên chim té chết luôn á. Em bảo đảm con chim rừng này là con đà điểu đó. Vậy thì Đạt em nhận xét coi cô ấy thế bạn nào. Bạn này hát hay lắm đó. Tại sao? Mặc áo da. Trời ơi, trời ơi. Mọi người thấy anh bạn này thế nào? Anh ấy diễn mà hơn cái điều mà biên tập cần luôn. Thiệt á. Mà thực ra là ổng là chỉ cần là nó làm xong, cái ông thợ dưới làm xong rồi em lên đi, em bước lên là chỉ vô cái là bắt đầu quay. Mà không ai mà đi sửa máy lạnh mà mặc đồ street style. Mọi người hãy coi cái điều mà Vũ Cát Tường nó để ý, cái này mới chấn động địa cầu nè. Không ai sửa máy lạnh đeo hộp xoàn. Có sao đâu em, sửa máy lạnh nhiều có tiền mua hộp xoàn đeo mà chưa chắc hộp xoàn thiệt à. Hộp xoàn chợ Bến Thành nó khác à. Không hiểu ngang ngược sao. Bình ngang ngược. Như khi mua đồ giả chợ Bến Thành đeo chơi thì sao? Thưa quý vị, tư thế của một cái người rửa máy lạnh, thí dụ tao làm lẹ, tao đi làm khác đúng không? Mà người đồ, bao nhiêu cái máy đang đợi mình bình bình á. Tao làm lẹ. Chà. Tôi không biết tưởng thợ kim hoàng làm nhẫn được không, tỉ mỉ. Anh này rất là kiểu cách. Tay đeo ngọc, có thể là trong nghề đứng rất là đúng, đúng, có thể là đã đi hát rồi. Không có đúng một điều mà nhìn thấy liền nè, tức là tất cả những người đây ít khi nào họ nhìn thẳng trực tiếp vào mình hết. Nhưng mà cậu này là không ngại gì hết trơn á. Thật ra em nhìn bạn này em thấy giống mấy bạn học ở trong trường nhạc. Học trường nhạc. Đúng rồi, học ở trong là hát hay, là hát hay đúng không? Em thì hồi nãy giờ em nhìn bạn này rất là kỹ, nhưng mà em vẫn chưa đoán được tại vì mắt em cận. Nó thấy bắt không? Đầu thấy không? Hay lắm. Nó bắt đầu có hiệu quả rồi nha. Em nghĩ là bạn này biết hát. Sao tôi lại có linh cảm hồi nãy cái bờ không. Môi thằng không à? Nó có một cái độ chĩa kỳ lắm. Cái độ chĩa. Nó có một cái độ hững hờ kỳ lắm. Cái bạn này 50-50. Mà hiện nay cái cảm giác dở vẫn nhiều hơn cảm giác hay. Rồi, bây giờ mình qua bạn số 4 nha. Trời, cái này còn bạn gấu sao? Bạn đứng hình kìa, bạn đứng hình kìa. Anh tính đi qua số 4 đi. Bạn ấy qua vậy đó. Mình quay bạn số 4 nha. Nói chứ tội nghiệp. Thôi mình ghé qua số 3 đi nha. Trời ơi. Trời ơi. Yêu nghiệt. Ai ơi.
Đàn ông, đàn ông. Trời ơi, mà sao anh bay đâu vậy? Trời ơi, bay đâu vậy? Có ông Nghĩa nữa. Rồi sao hả? Không họp báo đó, Gia Thành nhớ không? À, mình không để ý anh. Vậy mà bữa đó nó trà trộn biết vô. Biết, bữa đó mình nắm cái đầu mình lột ra mình coi mặt con sao. Đây chắc chắn là một người quen của Điền Quân. Em ơi, có khi nào đó là bà Nguyễn Thị Ngân không? Dạ không. Bà Ngân trong trí tưởng tượng của tôi là một cô gái rất mập và lùn. Ờ, Thành ơi, anh cũng nghĩ chàng em. Ủa, không ai biết bà Ngân là ai. Đáng lẽ lúc đầu tôi có thể nghĩ đó là một có thể là Calaman giả dạng, tại vì ông cũng rất là mê ca hát đồ. Không, nhưng chiều cao này sai. Người thứ hai chúng ta suy luận, người cũng trong Điền Quân thì chỉ có là Khương Dừa. Khương Dừa, Khương Dừa. Nhưng cái mặt này thì không giống trái dừa. Tại vì để mặc nguyên bộ đồ che hết tất cả như thế này thì chỉ có người quen thôi. Chắc chính chắn người quen nghệ sĩ mình. Thành ơi, Thành ơi, nói dạ. Nhanh được không? Anh lại gần anh coi, mồ hôi đổ ra ướt cổ áo. Để được em kiểu. Nói nhanh cho. Theo tôi nghĩ. Nghĩ sao? Em phải nghỉ khoảng 15 phút em mới ra. Anh em mình đã gọi là đi làm nhiều công việc, nó đã mệt mỏi rồi. Tới quay chương trình này, thứ nhất là gì? Vừa được có tiền, vừa được thoải mái vui, mà bắt mình phải ngồi phải cắn răng suy nghĩ cái này là mệt. Muốn loại hết á. Cái nào mà ca nào mà khó khó loại hết rồi lúc đầu. Gài cái nhân vật này vô đây nó có hai phương án. Dĩ nhiên. Dạ. Trời. Ê, tôi đang phân tách bà không nghe, bà ngồi bà đếm lớp bà đầm bao nhiêu lớp chi vậy bà nội? Hả? Nói rồi cái ghế này lạ lắm. Bây giờ vậy nè, nếu như là một người quen, một vô quậy hát cho banh nó cũng vui. Cái thứ hai nó sẽ làm cho mình có cái cảm giác à người quen của Điền Quân này nọ, mình sẽ cảm thấy là hát dở. Nhưng một lát bước ra lỡ nó hát hay banh nóc, nó cũng sẽ có cái thú vị cho khán giả nữa. Bởi vì gài cái kèo này vô rất là hay. Thì em mới nói vừa nãy là biết đâu là cái con gấu trong người họp khác. Báo là người khác. Còn đây là đóng giả con gấu đó thôi. Được. Cũng không thể loại trừ khả năng thuyết là âm mưu ghê vậy. Gia đình của bà cô. Gia đình bà này luôn hả? Không lẽ em gài mẹ em vô đây hát luôn hả? Mẹ em cao hơn. Vậy cũng cãi nữa. Na Tra đang đợi. Na Tra số 4 đang đợi đúng không? Anh bạn số 4, gương mặt đẹp trai nhưng mà nhìn còn trẻ lắm. Anh ấy chơi môn thể thao rất là mạnh mẽ, rất là đàn ông, lắc vòng. Và công việc của anh ấy là bán giày patin. Đó, thổi rồi. Rồi, tôi hiểu rồi. Hiểu luôn ha. Tôi hiểu đây là ai rồi. Xạo ghê á. Banh. Coi kìa. Ở trời đây có ơi. Hai cái gỗ. Một cái gỗ công và một cái gỗ bánh trắng bánh đỏ. Em lựa giùm anh nha. Bánh trắng bánh đỏ. Giờ anh về anh đi vũ hội đây. Rồi á. Rồi. Dạ, em cũng ráng em ngồi em lựa, không làm anh thất vọng. Rồi em cố gắng nha, xong rồi về đi chung với mọi người. Dạ. Rồi anh về anh đi vũ hội. Nhìn vô camera dạ, anh. Má. Nói luôn hả? Tâm cực cam khổ quá. Nhìn cực khổ quá. Số phận hầm hiu nhỉ. Thôi. Đó là cái giọng luôn mà đúng không? Gương mặt không cảm xúc. Chắc tôi chết với bà biên tập thì. Thiệt á. Bây giờ mà có vụ đàn ông đi vũ hội mới ghê chứ. Em chưa biết là bạn này hát hay hay không, nhưng mà em theo những cái hình ảnh ở trong đó thì em đoán bạn này là màu tím. Lộn chương trình. Đúng không? Lộn chương trình rồi. Bây giờ nè, cái ông này đó không có ca hay đâu. Em nghĩ là ca dở. Cái mặt lơ ngơ lát ngát, lơ đãng dưới dòng đời, dòng sông lơ đãng đó. Anh nghĩ rằng bạn này cũng có thể là do bị ép phải làm như vậy. Em nghĩ là bạn này hát hay đó. Hoặc là cái mặt này nếu như mà em tưởng tượng đi, bạn ấy hát cái dòng nhạc bolero đi. Đúng vậy luôn. Nó rất là vô luôn đó.
Em chưa kết luận được là bạn này biết hát hay không, nhưng mà em thấy bạn này thích hát. Em thì nghĩ bạn này hát hay đó. Em nghĩ bạn này hát hay, cái miệng thì có vẻ hơi hờ hững, nhưng mà ánh mắt buồn sâu thẳm lắm. Em thấy mũi bạn này cao. Em thích thấy bạn này là thích hát nhưng mà hát không hay. Em nghĩ là không, hát không hay. Bởi vì những cái người mà hát hay thì không, người ta sẽ không hời hợt thế. Người ta buồn, người ta bỏ xuống rồi kìa. Không phải đâu, nó bỏ xuống, nó lấy thế để nó luyện đó. Ai nói sai nó luyện đó. Méo. Ôi trời. Trời ơi, không trả lời luôn nữa, kỳ vậy. Trời. Thở bà kia kỳ vậy. Bạn này xinh ha. Gương mặt xinh xắn mà cái khuôn miệng cũng đẹp luôn. Tại vì thật ra cũng còn ba người thôi, nếu không hát hay nữa thì không có ai hát hay nữa. Bạn này có vẻ hay. Em đoán được bạn này hát bài gì luôn á. Bài gì? Bài gì em không nhớ tên, nhưng mà cái gì? Bài gì mà từ khi quên em anh đã biết bối rối. Tình thôi xót xa hả? Đó, bài đó đó. Nhưng mà cái miệng, cái vành môi của bạn đó là nó còn hơi bộn bề lắm, nó chưa có tròn mặt. Do là cái miệng bạn đẹp thôi, chứ bạn thật sự là hát không hay đâu. Mọi người đừng có bị cái vẻ đẹp đó đánh lừa. Không được đâu. Vẫn hát không hay vậy. Không được đâu. Không được đâu. Cô phán rồi, đâu. Cô phán rồi, nghe cô. Em nghĩ bạn này có thể nhảy đẹp chứ hát không hay. Vì sao em? Em đón đại. Nó lầy lè lắm anh. Lầy. Nhảy qua đến thẳng, lầy qua tới bên này. Ngồi kế bên nhau mà. Còn Giang? Em thì nãy em khả năng em nghĩ là cô này hát hay. Hay. Hay và cũng hát mấy cái nhạc tin tin nhẹ nhẹ nhàng nhàng vậy đó. Cái khẩu hình có hai răng thỏ, cái miệng đó mà hát hay lắm. Vậy là Tường với là cô một phe, bốn đứa mình một phe. Ủa anh em nói gì? Em nói là ca mới hay, nhảy hay thôi. Vậy hả? Em bị cô nhiễm. Rồi, đây là đồ cô không đồ Tường đâu. Hay. 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 Đây là luôn. Cái người thiện cảm nhất từ nãy tới giờ. Làm bánh thiệt luôn. Làm bánh thiệt. Biết làm luôn, thấy cái tay rất là điêu luyện. Nhiều nếu mà bạn không phải là người thợ làm bánh thì bạn rất là tự tin. Có nghĩa là bạn giao gì làm được liền, chỉ cái biết làm liền. Không có bị lộng cộng nữa. Không có lộng cộng. Thế thì thoải mái. Tại sao chỉ có riêng bạn này tới thời điểm này là nghe được hai chữ, còn tất cả bạn kia giữa bạn này nghe được hai chữ nha. Vai lên đón đưa là hai chữ đón đưa đó. Tại sao cho chúng ta nghe một cách hào phóng đến như thế? Đúng vậy. Nghe tới hai từ. Chúng ta đang đặt ra câu hỏi là tại sao lại đơn giản như vậy. Chúng ta cũng nên đặt một câu hỏi là tại sao chúng ta phải làm một chuyện phức tạp như vậy. Bởi vì chúng ta đã bị lừa quá nhiều rồi. Hay. Hãy nghĩ nó đơn giản là hay đi. Bạn này hát hay. Hay. Đừng, tại vì anh ấy thường là những cái bạn mà hơi phố pháp như vậy là chúng ta vẫn nghĩ rằng bạn hát hay, đầy nội lực này kia. Nhưng mà cái chuyện đó nó diễn ra quá nhiều lần trong chương trình này rồi. Dễ gì bà Ngân cho chúng ta thêm lần nữa giống vậy. Lỡ gì bà cho là sao? Mùa thứ tư rồi em bà Ngân, bây giờ đầu óc bà khủng khiếp lắm. Nhiều khi bà làm nhiều điều ác quá đó, cái mà bà suy nghĩ lại hối hận thôi. Nhà ở một trường hợp lâu đi. Lâu lâu bỏ ban cho một lần. Em chưa biết mặt chị Ngân đó là ai mà xem. Ở đây đâu, ở đây không ai biết hết đâu. Em à. Anh chưa biết luôn rồi. Mai mốt là thời gian nữa là em thấy ở đầu phim trường Điền Quân có cái miếu tới miếu bà Ngân. Đại tính đó là không biết lâu lâu không biết là bà còn sống hay bà về trời rồi.